Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Tiệt Nhiên Định Phận tại Thiên Thư. Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm. Nhữ Đằng Hành Khan Thủ Bại Hư. Việt Nam, một dân tộc bước ra từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng loà. Một đất nước anh hùng với những con người bất khuất đã làm nên lịch sử. Khí phách Việt Nam ba lần đánh bại đế chế Mông Nguyên khét tiếng hùng hãn. Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó. Thiết kỵ Mông Cổ chinh phục khắp châu Á, nhưng lần đầu tiên đã phải gục ngã trước hào khí Đông A. Con người Việt Nam gan góc, quật cường, không cúi đầu trước kẻ thù xâm lược, đập tan ách đô hộ 1.000 năm phong kiến phương Bắc, đánh bại những thế lực ngoại xâm hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nên những chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé, người không đông, đất không rộng, nghèo nàn, thiếu thốn, đã bất khuất kiên cường trong suốt 4.000 năm lịch sử để giữ vững nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Một Việt Nam bản lĩnh, hiên ngang đứng giữa đất trời. Hào khí ấy, ngọn lửa dân tộc ấy đã được X-Watch thổi bùng trong một sách quà độc bản mang tên Khí Phách Việt. Một dấu ấn đặc biệt kỷ niệm hai sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khí phách Việt Nam góp lửa hào hùng, thổi bùng hào khí dân tộc. X-Watch tặng set quà độc bản Khí phách Việt Nam số lượng giới hạn, chỉ 200 set duy nhất. Apollo trẻ trung lịch sự, mang lại vẻ chín chắn, đĩnh đạc cho người đàn ông. Bình giữ nhiệt thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, phù hợp với mọi hoàn cảnh, tiện mang theo khi di chuyển. Bộ đôi in hình bản đồ Việt Nam với Trường Sa, Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền biển đảo, thể hiện khí phách và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Tất cả đều hội tụ trong sách quà độc bản mang tên Khí phách Việt. Đồng hành cùng không thể thiếu những chiếc đồng hồ, biểu tượng của thời gian, lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng và cả dấu ấn lịch sử xưa cũ. Nhanh tay để có cơ hội trở thành một trong 200 người duy nhất nhận được Khí phách Việt độc bản.